kênh nam hòa xin kính chào tái ngộ quý vị mời quý vị nghe bài phù cũ ngọn đèo đau thương của tác giả hai hùng sài gòn những ai đã từng ở vùng hai chiến thuật nhất là ở tỉnh bình định hoặc đã từng đi qua thì ít nhiều cũng nghe tên gọi của ngọn đèo này riêng tôi chẳng những biết tên gọi và nơi nó tọa lạc mà còn sống trên ngọn đèo này một thời gian khá dài đèo này cách quận phù mỹ ước chừng mười mấy hai mươi cây số nằm về phía bắc cách cầu bồng sơn chưa đầy chục cây số về phía nam nơi này gọi là nơi đèo heo hút gió không sai chút nào bởi vì hai bên đường lao sậy và rừng cây thấp che phủ Xa xa thỉnh thoảng có một vài căn nhà tạm bợ nằm gian quốc lộ 1. Quốc lộ này coi như cái xương sống nối liền cả dãy giang sơn gấm dốc nước nhà ngày xưa. Địa hình khá hiểm trở. Vậy mà đơn vị tụi tôi phải đồn trú ở đây. Nó đã khiến cho đám lính trẻ ham vui như tụi tôi hụt hẫng vô cùng. Vì kể từ đây muốn đi uống cà phê hay chở búa gì đó sẽ không còn thuận tiện. Bởi muốn xuống chợ bồng sơn mua sắm thì đâu thể đi bằng lô ca chân. Còn xe GMC đầu bếp của đơn vị mỗi ngày chỉ một chuyến hạ sơn. Gặp lúc đang trực máy ở trung tâm hành quân của đơn vị thì đâu thể quá gian. Còn đón xe đò hoặc xe ba lua để quá gian thì khó khăn vô cùng. Gặp ông tài xế nào vui tánh thông cảm, thì ghé vô liền khi tụi tôi quắt tay. Gặp mấy trự, vừa bị người yêu bỏ, hoặc xe cổ hư hỏng, chạy không trơn tru, thì họ chẳng bao giờ ghé. Có hôm nhớ phố xá, nên tôi rủ mấy thằng bạn lội bộ một lần cho biết. Đi xong một lần là tẩn tới già, vì đường xa, miền Trung thì nóng như quả diệm sơn. Về đến nơi, cặp giò muốn rã luôn. Ngày đơn vị tôi nhận bàn giao ngọn đèo này từ một trung đoàn của sư đoàn 22 bộ binh, cũng là ngày mệt mỏi nhất trong các nơi đóng quân của liên đoàn. Nhìn những con dốc ngoằn ngoèo từ dưới đất chạy dài lên đỉnh đèo là ai nấy ớn chè đậu liền vì nó rất nguy hiểm khi lên xuống đèo khi trời mưa lầy lội trơn trượt do bánh xe của các loại quân xa khó bám đường sáng nọ khi bắt đầu lên đèo để nhận bàn giao vị trí thì bỗng đâu cơn mưa chợt kéo đến nó trút nước như muốn rửa sạch quan khí ngự trị trên con đèo này do trước đây cũng đã từng có những tài xế nằm lại vĩnh viễn nơi này vì những tai nạn lật xe tuột dốc khi thấy vài chiếc gmc của đơn vị leo đèo ngon lành trung tá lạc sếp lớn của tôi mới hối thúc anh tài xế hổ người chuyên lái chiếc zip lùng m 151 a 2 cho sếp hổ nè đề ba đi nắm tay lái cho vững nghe anh hổ dạ rân rồi bắt đầu cho xe leo lên dốc anh không quên gạt cái cần cầu hơi phía bên dưới cai bản táp lô để cho hai bánh trước bám đường nhằm trợ lực cho hai bánh sau leo đèo anh hổ lái được một đoạn ngắn thì chiếc zip lùng trượt bánh khiến chiếc xe tạt ngang dựa vô vách con đèo cũng nên nói thêm về địa chất con đèo này là đất sét vàng, sỏi và cát. Nên kết cấu nền khá rời rạc. Khi xe cổ qua lại lâu ngày tạo nên các rãnh sâu rất khó lái xe. Thấy chiếc xe cứ quay vòng mấy cái bánh mãi, sếp tôi ngoắt dài anh lính của đại đội trinh sát đang lội bộ lên đèo, phụ một tay, đẩy xe ra khỏi dũng lầy. Sếp kêu anh Hổ và tôi xuống xe đẩy phụ anh em nọ. Còn sếp cầm vô lăng để đưa díp lùng lên đỉnh đèo. Vậy đó, ngày đầu tiên được chào đón bởi dũng lầy kia, ai nấy ngán càng vô cùng. Tội nhất là cái ghê MC già nua của bang quả đầu dụ. Nó chở mớ dụng cụ nấu ăn tập thể của nhà bếp đơn vị đã dậy còn kéo theo cái xi si tẹt đầy nước ngọt phía sau khi nó leo đèo thì máy móc rống lên như trâu bò bị xẻ thịt trong lò mổ khói đen như ống tàu thủy nó xả ra che phủ cả một vùng rộng lớn nhưng nhờ anh hạ sĩ nhất quỳnh là tài xế kinh nghiệm lâu năm anh đưa chiếc xe và xi si tẹt nước đến nơi an toàn anh em thấy anh Quỳnh lên được đỉnh đèo an toàn, ai nấy vỗ tay khen ngợi. Rồi ông thượng sĩ nghiệp phụ trách nhà bếp lên tiếng khen. Anh Quỳnh, năm mừng qua anh ghê nha. Chiều nay xuống bếp, tôi tặng cho anh về cơm cháy, ăn với nước mắm chan mỡ hành, ngon lắm nha. Nghe sếp quả đồ dụ khen, anh Quỳnh hãnh diện vô cùng. Tuy vậy, với tính chất phát của người nông dân miệt dường, anh nói Chàng ơi, cũng đâu hay ho Tại ba gì đâu thượng sĩ ơi Cứ bình tĩnh và tự tin Rồi nguyện cầu trời Phật Thương tình che chở Là qua truông hết trơn hết trọi hà Lúc này Anh Bùi Tuyền, hạ sĩ nhất Cũng lái xe GMC Như anh Quỳnh Đứng gần đó lên tiếng Tôi lái xe không lên Mà tôi còn trân mình ra để lái Anh chở nặng mà còn rờ mọt phía sau nữa. Lái vậy là cừ khôi lắm rồi đó. Nói xong, anh Bùi Tuyền móc trong túi gói Ruby Queen, quân tiếp dụ ra mời anh Quỳnh một điếu. Anh Tuyền nói, Nè, làm một điếu cho thơm râu đi anh Quỳnh. Cầm điếu thuốc, anh Quỳnh rít mạnh một hơi, rồi từ từ nhả khói, coi bộ sảng khoái vô cùng khi toàn đơn vị đã chỉnh đốn lại hầm trú ẩn và giao thông hào cũng như hố cá nhân thì ít hôm sau các tiểu đoàn trực thuộc chạm súng liên tục vậy là cả bộ chỉ huy liên đoàn thì ai nấy cũng tất bật với công việc của mình để trực hoặc gián tiếp hỗ trợ các đơn vị hành quân bên ngoài bàn bà thì lo liên lạc với đơn vị hàng ngang hàng dọc để xin phi pháo yểm trợ bằng bốn thì lo tiếp tế các loại quân dụng quân trang cho các đơn vị. Còn đám truyền tin tuổi tôi lúc nào cũng châu đầu vào máy âm thoại, điện thoại hữu tuyến, giữ liên lạc thông suốt, có lúc quên ăn quên ngủ luôn. Buồn nhất là khi có người bị thương hoặc tử trận. Thời tiết thì xấu, không thể tản thương bằng trực thăng tử sĩ và thương binh phải nằm lại ban quân y của liên đoàn. Thương nhất là những đêm mưa gió. Sợ các đồng đội đang nằm trong chiếc phong xô bị ướt ác. Trung sĩ Hồng, ban quân y, bèn đi gom những chiếc phong xô của anh em ban quân y để phủ thêm cho tử sĩ tránh ẩm ướt thi thể của những người đã anh dũng đền nợ nước những tưởng bộ chỉ huy liên đoàn đóng quân khá xa mặt trận là an toàn. Không ngờ có ngày nọ, khi những cánh quân bên ngoài đang giao tranh ác liệt, thì tuổi tôi cũng được đối phương tặng cho nhiều loạt đạn pháo, nào là 107 ly, cối 82, thầy phiền rót xuống, dài trái 107 ly, rợ trúng ngay nhà bếp, khiến anh hạ sĩ lập, binh nhất quế, hạ sĩ Lê Văn Liền bị thương nhẹ. Căn nhà bếp tập thể tan quang sau trận pháo này. Lượm mấy miếng miễn của đầu đạn pháo 107 ly nằm chống chơi dưới đất. Thằng Kết bạn tôi ở ban truyền tin, nó la lên. Trời ơi, giống râu con khô mực quá mày hùng. Xuống bồng sơn mua rượu đế về, nhậu với râu khô mực này, chắc ngon lắm đây. Không khí tang thương sau trận pháo của bên kia đang diễn ra. Vậy mà thằng quỷ kết còn nói ba xàm ba láp, tôi cử nó liền. "Thôi mẹ ơi, lo phụ dọn dẹp để chở mấy ảnh xuống hoài nhân, để ra quân y viện Nguyễn Huệ cho kịp kìa. Còn nhậu khô mực này để bữa khác đi." Nhìn mảnh đạn pháo, tôi thấy nó dày cui khi nổ, nó tét ra hai cạnh của mảnh đạn bén như dao cạo râu thử hỏi khi chạm đến thân hình con người thì da thịt nào chịu đời cho thấu dần dà các trận đánh cũng chấm dứt những người bên kia chiến tuyến họ rút về mật khu an lão để củng cố lại đội hình chờ ngài tái chiến với đám thần hổ tụi tôi thời gian tạm yên tĩnh được vài tháng không khí ở đơn vị cũng dễ thở hơn, không còn căng thẳng về thể xác lẫn tinh thần. Ngày nọ, khi tôi đang trực máy ở trung tâm hành quân của Bộ Chỉ huy Liên đoàn, thì nghe ngoài cửa hầm một tiếng nổ chát chúa, rồi nghe tiếng la thất thanh của mấy anh em trong ban truyền tin. Có ai đó đã la lên. Trung sĩ nhất nhường chết rồi anh em ơi! Nghe vậy, tôi ló đầu ra khỏi cửa hầm nhìn về phía hầm của ban truyền tin nằm đối diện với trung tâm hành quân tôi thấy xác anh nhường dương giải khắp nơi thật bi thương vô cùng kế đó có một hai thằng bạn tôi không còn nhớ tên là ai cũng bị thương nằm gần đó chừng nghe anh hổ tổng đại viên thuật lại mấy anh em đi tắm suối dưới chân đèo lúc về anh nhường thấy một trái đạn M72 loại quả tiễn chống chiến xa nằm dưới đất. Ai đã tháo cái vỏ nhôm bọc bên ngoài của trái đạn. Những cánh đuôi bằng đồng mỏng manh xòe ra ngó rất đẹp. Anh nhường lượm định đem về tháo cánh để chế thành cánh quạt trực thăng mô hình đồ chơi cho vui. Khi đến trước cửa hầm truyền tin, anh vừa đặt trái đạn lên hàng bao cát phía trước cửa hầm trái đạn phát nổ, anh lập tức qua đời không một lời trăn trối. Không khí thật thê lương, băng quân y xúm lại, lượm từng mẫu thịt xương của anh dính khắp nơi trên hàng bao cát, chắn cửa hầm truyền tin. Anh nhường chết một cách lãng xẹt, cũng vì không lường được cái nhạy của loại vũ khí này, nên anh đã trả giá bằng mạng sống của mình. Đêm đó, anh em ban truyền tin tuổi tôi không ai chợp mắt được. Cái chết thảm khốc của anh đã để lại nhiều nỗi buồn và thương tiếc anh nhường. Anh là hạ sĩ quan phụ tá cho đại quý bôn trưởng ban truyền tin. Anh lo chu toàn mọi phần việc trong trách nhiệm của mình. Anh sống hòa nhã với mọi người vô cùng. Thời gian về sau kể từ khi anh nhường ra đi, đơn vị tôi còn được ăn pháo lai rai cho đến ngày hạ sang để thẳng tiến về con tum một thành phố nơi tuyến địa đầu hứa hẹn nhiều cuộc thư hùng giữa hai bờ chiến tuyến chiến tranh tới hồi ác liệt ngày dẫn nước đến hồi kết thúc cả đơn vị quay cuồng với cuộc rút quân với nhiều trận đụng độ ác liệt trên đường liên tỉnh lộ 7 b rồi cái chết của anh nhường cũng phôi pha theo ngày tháng chắc cũng còn ít người nhớ đến anh năm mươi năm rồi anh nhường ơi tôi còn nhớ như in nụ cười trên gương mặt hiền lành của anh trong những ngày trên ngọn đèo đau thương năm xưa anh đã nằm lại đỉnh đèo phù cũ ngọn đèo đau thương kia tôi chắc rằng anh sẽ quá thành thần trấn giữ ngọn đèo để ngăn những cái chết thảm cho những ai lần mò kiếm sống nơi này. Anh sẽ giúp họ tránh những địa lôi còn sót lại trong chiến tranh ngày xưa. Anh nhường nhé! Một ngày tôi nhớ anh. 28 tháng 7 năm 2024, 15 giờ. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã vừa nghe xong bài Phù Cũ, Ngọn Đèo, Đau Thương của tác giả Hai Hùng Sài Gòn kênh nam hòa xin gửi lời cảm ơn đến tác giả hai hùng sài gòn và đồng thời cũng rất biết ơn quý vị đã luôn theo dõi những bài của kênh nam hòa chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài kỳ sau